Dự án này là ai làm vậy? Không phải em sếp, Linh Ân làm hết á. Chị nói với em bao nhiêu lần rồi, nói em sửa mà em có chịu nghe đâu. Linh Ân là em làm à? Dạ vâng, là em làm ạ. Anh Linh à, cái này là Linh Ân làm hết anh. Làm như thế này á, bị đuổi việc là vừa. Anh còn chưa nói xong thì em lớn tiếng làm gì? Có phải dựa trên lúc mà người ta có vấn đề để mà làm hại người khác à? Em nữa, em nói là em không có làm. Tại sao trong cái hợp đồng này lại có chữ ký của em? Có phải ấy, là em muốn khi mà xảy ra vấn đề thì em phủi trắng về cái bản thân mình hay không? Năng lực ấy, không đủ thì chúng ta có thể bồi dưỡng, nhưng nhân phẩm không có thì không có cái thuốc nào mà có thể chữa được đâu. Từ ngày mai ấy, hai em thì không cần phải đi làm nữa đâu. Linh Ân, anh thấy là cái phương án này nó rất là ok. Và từ ngày mai em sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty.